Dạ vâng, kính thưa quý vị, được sự phân công của ban tổ chức thì Nghệ Lữ lên đây để xin phép được trân trọng giới thiệu. Thưa quý vị, có cái buổi cơm thân mật và để gìn giữ cái người thị trưởng gốc Việt ở đây, thị trưởng Tạ Đức Trí. Thì thưa quý vị, tại sao có buổi này? Thì bởi vì đó, từ những cái suy nghĩ của những anh em muốn giữ cái thành trì chống cộng ở Bắc Cali, thì thưa quý vị, tôi có lần tâm sự với những anh em trong ban tổ chức là thị trưởng Tạ Đức Trí đã từng có lần mà gần như là hét lên để nói rằng tại sao mà em đã làm cái điều gì mà em phải bị recall. Em đã làm rất nhiều điều cho cộng đồng người Việt, thậm chí những cái cộng đồng khác đó họ còn thắc mắc nữa. Thì thưa quý vị, chúng tôi thấy cái sự bực tức của thị trưởng Tạ Đức Trí như vậy, thì chúng tôi tại sao như vậy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị, thị trưởng Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster sẽ lên trình bày với quý vị những điều gì mà anh phải cam chịu. Vâng, mời thị trưởng Tạ Đức Trí. Cảm ơn anh Nghe Lữ rất là nhiều. Kính thưa quý vị trưởng thượng, kính thưa tất cả quý đồng hương miền Bắc California, thành phố San Jose. Trước hết thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Nghe Lữ, anh Tâm Nguyễn là cụ nghị viên thành phố San Jose, anh Huỳnh Lương Thiện, bác sĩ Vượng cùng tất cả các thành viên, 28 thành viên trong ban tổ chức cái buổi hội họp cũng như là gây quỹ cho chúng tôi chống bại nhiệm trong ngày hôm nay. Sự ủng hộ của tất cả quý vị đã thể hiện được là quý vị là những người không sợ bị kiện, là những người sẵn sàng đối đầu với tất cả các thế lực tiền bạc và những đánh phá từ bên ngoài mà đã xảy ra cho miền Nam California trong vòng một năm vừa qua. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, quý vị cũng thấy hôm nay sự hiện diện của phái đoàn miền Nam California gồm có luật sư Trần Thái Văn, một người đã sinh hoạt trong cộng đồng Việt của chúng ta tại miền Nam, miền Bắc California hơn 3 thập niên. Luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng sinh hoạt đi sát với lại tập thể người Việt tị nạn của chúng ta cũng hơn 3 thập viên, và nghị viên Cha Lê Chí Nguyện cũng hơn 3 thập viên, và riêng cá nhân chúng tôi cũng hơn 2 thập niên. Điều này cho thấy rằng các dân cử gốc Việt tại miền Nam California là những người xuất thân từ tập thể người Việt tị nạn của chúng ta, xuất thân là con em, là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi chúng tôi có may mắn được sự thương yêu để trở thành nghị viên thành phố Westminster vào năm 2006, chúng tôi đã từng sinh hoạt cho Tổng hội sinh viên miền Nam California trong 2 năm, và sau đó là chủ tịch cộng đồng. Và với sự khuyến khích của rất nhiều nhân sĩ hội đoàn trong cộng đồng, chúng tôi đã dấn thân để ra tranh cử chức nghị viên thành phố vào năm 2006. Và với cái vai trò là nghị viên trong 6 năm, và với vai trò là nghị viên, với vai trò thị trưởng gần 8 năm qua trong 4 nhiệm kỳ, chúng tôi đã có cơ hội học hỏi và cống hiến và cùng quý vị đồng hương miền Nam California để chúng ta tranh đấu, chúng ta gìn giữ và phát triển thành phố cũng như gìn giữ thành trì chống cộng tại hải ngoại. Thành phố Westminster luôn là thành phố đi đầu cho những nghị quyết chống cộng. Nghị quyết vinh danh cờ vàng thân yêu của chúng ta cũng xuất phát từ thành phố Westminster. Nghị quyết cấm cửa các phái đoàn di cộng cũng từ thành phố Westminster và thành phố Garden Grove, tức là từ miền Nam California. Và vào năm 2014, chúng tôi lại đưa ra nghị quyết để phản đối sự trưng bày của lá cờ máu khắp nơi trong thành phố Westminster. Và chúng ta cũng nhớ lại vào năm 2016, có một nhân vật đã
xuất hiện tại nhà hàng khu vực của thành phố Westminster để tạo nên những sự xáo trộn cho đời sống bình yên của cư dân thành phố. Chúng tôi đã đưa ra dự luật và được hội đồng thành phố biểu quyết là những cơ sở thương mại tư nhân sẽ phải chịu trách nhiệm về cái tiền tốn phí của cảnh sát khi mà có những nhân vật nào gây sự xáo trộn cho nền an ninh của thành phố. Và chúng ta thấy gần đây nhất, vào 11 tháng 9 năm 2019, chúng tôi đã đưa ra nghị quyết chống lại nghị quyết 36 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta cũng biết được nghị quyết 36 được ra đời vào năm 2004 với mục đích là đánh phá tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại. Và sau khi nghị quyết chống nghị quyết 36 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã được thông qua tại thành phố, tờ báo Nhân dân, tiếng nói chính thức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng hô hào bãi nhiệm. Và hiện nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, tờ báo Nhân dân rất muốn thấy cuộc bãi nhiệm tại thành phố Westminster được thành công. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng vào Hồng Thiên Sông Núi, chúng tôi tin tưởng vào sự sáng suốt của Quý Đạo Vương, chúng tôi tin tưởng vào chính nghĩa, và chúng tôi tin tưởng rằng cư dân thành phố, tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại, miền Bắc cũng như miền Nam California, chúng ta sẽ vẫn giữ được thành trì của thành phố Westminster vào ngày 7 tháng 4 sắp tới. Thành phố Westminster đã và luôn được mệnh danh là thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn. Chúng ta sẽ gìn giữ, và cái sự có mặt của tất cả quý vị trong ngày hôm nay thể hiện được tập thể người Việt tị nạn của chúng ta không cần biết chúng ta đang sinh sống tại đâu, miền Bắc, miền Nam, California. Chúng ta luôn hướng về thủ đô tinh thần của chúng ta. Chúng ta phải giữ vững. Và ngày 7 tháng 4, với cái sự đoàn kết của miền Bắc, miền Nam, California, chúng ta sẽ giữ vững ở thành trì. Trong 45 năm vừa qua, với sự hỗ trợ của rất nhiều thành phần trong cộng đồng, sự kiên quyết lập trường của đồng hương tại miền Nam California, chúng ta đã tạo được rất nhiều biểu tượng cho thành phố. Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tượng đài thuyền nhân, tên đường Sài Gòn, đại lộ Trần Hưng Đạo, tượng đài tưởng niệm các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã tụng tiết vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975, trung tâm sử liệu của cuộc chiến Việt Nam, để vinh danh 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ cũng như là hơn 250.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do trong cuộc chiến Việt Nam. Và gần đây nhất là tượng đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa Việt Nam Cộng Hòa chống lại sự xâm lược của Trung Cộng vào trận hải chiến Hoàng Sa 19 tháng Giêng năm 1974. Và chúng tôi hãnh diện tại thành phố Westminster, trên bức tượng đài linh thiêng, tượng đài tưởng niệm 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chống lại sự xâm lược của Trung Cộng, có dòng chữ Anh ngữ và Việt ngữ tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải quân chống lại sự xâm lược của Trung Cộng. Yeah. Quý vị tưởng tượng, tại một thành phố của Hoa Kỳ mà lập trường của chúng ta chống lại Trung Cộng được ghi trên bức tượng 74 tử sĩ Hoàng Sa rất là rõ ràng. Điều này cho thấy rằng lập trường của tập thể người Việt chúng ta vừa chống Việt Cộng và chống luôn Trung Cộng. Và với những biểu tượng chúng ta đã gìn giữ phát triển, chúng ta sẽ không để mất. Và chúng ta thấy được trong vòng một năm vừa qua, với cái thế lực tiền bạc, thành phố Westminster đã bị đánh phá rất là nhiều. Các dân cử gốc Việt tại thành phố đã bị đánh phá rất là nhiều. Và họ đã đưa ra 28 lý do, và 28 lý do đều không được chứng minh. Chúng ta thấy, chúng tôi là dân cử 14 năm. Nếu mà có chuyện gì, đã có những cơ quan công lực từ liên bang và từ quận hạt. Do đó điều này cho thấy rằng họ dùng mọi cái cớ, mọi nguyên nhân để đánh phá hết tiếng nói, nguyện vọng của chúng ta.
trên hội đồng thành phố, bởi vì họ hiểu được thành phố Westminster là thành trì cuối cùng của tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Họ biết được nếu họ thay thế nguyện vọng này, họ sẽ làm bất cứ những điều gì để thay đổi tương lai của thành phố, thay đổi tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Tuy nhiên họ quên rằng chúng ta đã đến Hoa Kỳ vì hai chữ tự do. Chúng ta đã đến Hoa Kỳ, chúng ta rời bỏ Việt Nam, chúng ta không chấp nhận chính thể độc tài. Chúng ta đã bỏ phiếu vào đúng 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta không thể để 30 tháng 4 xảy ra một lần nữa tại thành phố Westminster. Chúng tôi rất cảm ơn các đồng viện của chúng tôi đã cùng chúng tôi tham dự buổi ngày hôm nay, cũng như cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị là những người rất là can đảm, quý vị ở tuốt miền Bắc California. Tuy nhiên, quý vị vẫn sẵn sàng đứng lên cùng chúng tôi để chúng ta thể hiện được lập trường và tiếng nói tranh đấu của chúng ta. Chúng ta không chấp nhận, không để bất cứ một thế lực tiền bạc, thế lực bên ngoài để lũng đoạn sinh hoạt và chính trị của thành phố. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và chúng tôi xin tất cả quý vị tiếp tục kêu gọi bạn bè và người thân và gia đình vào ngày 7 tháng 4 sắp tới, chúng ta sẽ bỏ phiếu no. Chúng ta sẽ điền vào ô no, chống lại cái sự bãi nhiệm một cách vô lý này để chúng ta tiếp tục có tiếng nói tại hội đồng thành phố. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin đáng lệ 30 giây. Và quý vị trong tinh thần yểm trợ đó, và cũng dùng để chúng ta giới thiệu những rượu ngon miền Bắc, chúng tôi có những món quà. Quý vị mời thị trưởng cầm dùng cái chai quà tượng trưng này. Quý vị trong ban tình nguyện đó, cô Mai Khanh sẽ đi đến từng bàn đề nghị một chai, và mỗi một chai chúng tôi xin được ủng hộ từ $40 trở lên tùy quý vị. Vì thế một lần nữa cảm ơn thị trưởng đã đi rất nhiều, chúc anh nhiều may mắn. Chúng tôi sẽ theo dõi. Và quý vị, chúng ta có mặt hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng sau ngày 7 tháng 4 sẽ có phái đoàn Bắc Cali xuống Nam Cali để tham dự chiến thắng của cộng đồng Westminster. Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác Vũ Văn Lộc. Và sau đây, để không làm mất thời giờ của quý vị, Minh Linh xin được kính mời Council Member, nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí lên có vài lời với chúng ta sau đây. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin được cảm ơn chị Mỹ Linh cũng như là cựu nghị viên Tâm Nguyễn, là hai MC rất là duyên dáng cũng như là sống động trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Kính thưa bác, bác nói là ba vị dân cử trước đây đã nói rất là hùng hồn rồi. Thành thử ra con nghĩ rằng là ba vị này cũng đã nói, cộng với lại tất cả quý vị nói, bây giờ con khản tiếng luôn rồi, con không nói được nữa. Dạ vâng, trước khi chúng tôi có những cái lời chia sẻ với tất cả quý vị, thì cho phép chúng tôi xin quý vị hãy cùng chúng tôi có hai tràng pháo tay. Một tràng pháo tay thứ nhất là chúng tôi xin được tri ân ngày hôm nay của các thành viên trong ban tổ chức đã thương mến để tổ chức cho thị trưởng Tạ Đức Trí. Và trong đó chúng tôi cũng là được cái sự ủng hộ của quý vị là kiện Phó Thị trưởng Kimberly Hồ cũng như cá nhân chúng tôi. Một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả những thành viên trong ban tổ chức. Xin quý vị cùng với chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn. Tràng pháo tay thứ hai chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị, mặc dầu ngày hôm nay tại miền Bắc California đang tổ chức buổi tiệc để ủng hộ cho thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là cá nhân chúng tôi và Phó Thị trưởng Kimberly Hồ. Nhưng chúng tôi biết được là có rất nhiều người đã phải lái xe từ 1 tiếng, 2 tiếng, cũng là miền Bắc California, từ Sacramento, từ Fresno, từ Concord cũng đã tới đây trong buổi ngày hôm nay cùng với lại tất cả miền Bắc California. Xin một tràng, kể cả miền Nam California nữa, xin một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả cái sự thương mến của quý vị. Và thưa với quý vị, đúng như vậy, chúng tôi là nạn nhân của Hoàng Kiều, nạn nhân của những người mà họ muốn vu cáo, vu khống cho chúng tôi đủ điều, để rồi họ muốn đi vào
lấy lại cái lấy đi cái chính cái ghế của chúng tôi đang là phục vụ cho cư dân cũng như là cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi nói như vậy là chúng tôi cũng là nạn nhân của sự bất chính. Và nạn nhân của sự bất chính đó, chúng tôi không sợ, bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng chính nghĩa luôn thắng gian tà. Và vì như vậy, chúng tôi sẽ quyết tâm cùng với cái sự giúp đỡ của tất cả quý đồng hương miền Bắc California, miền Nam California và đặc biệt là cư dân của thành phố Westminster. Chúng tôi tin tưởng rằng họ đã biết được công việc chúng tôi làm trong quá khứ cũng như trong hiện tại, và họ sẽ ủng hộ chúng tôi, và chúng ta sẽ thắng trong kỳ cái chiến mà họ đòi bãi nhiệm chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng là như vậy. Có lẽ rằng ở đây quý vị cũng chưa biết chúng tôi nhiều, nhưng cho phép chúng tôi được xin được giới thiệu một chút xíu. Chúng tôi cũng có quá trình hoạt động trong cộng đồng người Việt của chúng ta suốt hơn 30 năm qua. Và trước khi trở thành dân cử, chính vì như vậy, khi là một dân cử, chúng tôi không chỉ lo cho những cư dân của thành phố, nhưng chúng tôi còn phải có trách nhiệm với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và thưa với quý vị, chính vì như thế mà chúng tôi cùng với Đồng Viện đã có những cái nghị quyết mà thị trưởng Tạ Đức Chí đã nêu lên. Đặc biệt trong 8 tháng vỏn vẹn, chúng tôi đã là cái tác giả chính cho cái việc mà thành phố Westminster, chính quyền của thành phố Westminster là chính quyền đầu tiên sẽ đứng ra tổ chức cái ngày quốc hận 30 tháng 4 vào mỗi năm, thưa quý vị. Năm trước, chúng tôi đã có cơ hội để làm việc với nhân viên của thành phố Westminster để tổ chức ngày quốc hận 30 tháng 4 ngay tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và năm nay, chúng tôi cũng đang là phối hợp để tổ chức như vậy. Và chúng tôi thưa với quý vị, ngày nào mà nghị quyết đó còn được thì ngày đó chính quyền của thành phố Westminster vẫn tiếp tục tổ chức để nhớ lại những cái ngày quốc hận mà bao nhiêu đồng bào của chúng ta đã phải chết trong cái sự tủi nhục như vậy. Chúng tôi cố gắng để nghe thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như tất cả các đồng viện của chúng tôi hay là các vị dân cử. Chúng tôi không muốn lặp lại những gì mà quý vị đã nói, nhưng chúng tôi chỉ xin bổ túc thêm những cái gì mà chưa có nói thì chúng tôi xin được thêm vào. Thưa với quý vị, tại thành phố Westminster, chúng ta hãy đặt một cái câu hỏi như vậy. Chúng tôi tin tưởng rằng là cái chuyện này sẽ không xảy ra, cái việc đòi bãi nhiệm sẽ không tới được, bởi vì chúng tôi tin tưởng có sự hỗ trợ của quý vị, và chúng tôi tin tưởng có sự hỗ trợ của miền Nam California, chúng tôi tin tưởng có sự hỗ trợ của cư dân của thành phố Westminster. Tuy nhiên, chúng ta đặt một câu hỏi: giả như một trong ba người của chúng tôi thôi có bị một cái nạn nào đó và ngày mùng 7 tháng 4, thưa quý vị, hôm nay là mùng 7 tháng 3, đúng một tháng trời, mùng 7 tháng 4 chúng ta sẽ có cái tin đó, và chúng tôi tin rằng cái tin đó là tin vui. Tuy nhiên, nếu như tôi chỉ đưa ra một cái giả dụ, nếu như một trong ba người mà không thể giữ được cái chức vụ để mà tiếp tục cái vai trò phục vụ cho cư dân của thành phố Westminster cũng như đồng hương của chúng ta tại miền Nam California, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Việc đầu tiên sẽ xảy ra, thưa với quý vị, là chúng tôi có thể nói rằng tất cả những cái gì mà anh chị em dân cử đã làm bao nhiêu năm qua sẽ bị bật ngược đổ lại trở lại. Tuy nhiên, việc đầu tiên tôi tin tưởng và tôi cam đoan với quý vị sẽ xảy ra, đó là cái nghị quyết mà chống nghị quyết 36 sẽ được đưa trở lại ngay từ sau khi mà cái sự việc nó xảy tới. Lý do tại sao tôi nói như vậy, thưa với quý vị, cách đây khoảng chừng 2 tháng,
các dân cử có lập trường quốc gia, tinh thần chống cộng, nói lên tiếng mạnh mẽ ngày hôm nay quý vị đang là thực hiện cái việc đó. Nhưng cái điều chúng tôi xin được quý vị ở đây, mặc dầu quý vị ở xa, nhưng mà quý vị chắc chắn có những người ở thành phố Westminster là những người có được cái lá phiếu để có thể bầu cho chúng tôi và giữ lại. Và như vậy chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị hãy cố gắng giúp chúng tôi bằng cách là gọi cho những người thân quen của mình để nói cho những người đó biết rằng là phải đi bầu, phải nói lên tiếng nói của mình vào ngày 7 tháng 4 tới đây và bầu no. Xin được cảm ơn tất cả quý vị.